Tử vi tuổi Mậu Thân 1968, tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, số mệnh con người mỗi tháng lại khác nhau do sự chuyển động của các thiên tinh và trái đất luôn vận động nên trường lực của mỗi nơi mạnh yếu khác nhau. Cũng chính bởi vậy sẽ gây nên sự không đồng nhất giữa các vật thể và nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của mọi người. Quý vị thân mến, xem tử vi cho những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 tháng 8 âm lịch sẽ giúp mọi người nắm được về tổng quan vận hạn, tài lộc, công danh sự nghiệp, tình duyên, gia đạo. Việc xem tử vi là một truyền thống văn hóa từ xưa đến nay của người Việt Nam ta. Xem tử vi sẽ giúp chúng ta biết trước được những điều không tốt xảy ra, qua đó biết cách phòng tránh, đồng thời đón tài lộc về với chính bản thân mình. Phần luận giải chi tiết tử vi của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 tháng 8 âm lịch sẽ giúp quý vị thấy được một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của chính mình. Xem tử vi cho tuổi Mậu Thân để giúp mọi người biết rõ những dấu mốc quan trọng trong việc thay đổi cả về sự nghiệp, tình duyên. Qua đó, quý vị có thể nắm rõ về những vận trình của mình để hóa hung, tránh cát. Qua đó, mọi người sẽ biết được thiên cơ giúp mọi người xô cát, tị hung, từ đó thu may mắn, tài lộc. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tháng 8 âm lịch. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Mậu Thân 1968 mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em trong gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập tự cường thì mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả, nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, phải chịu sự gièm pha của những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần bản mệnh nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bản mệnh những thành tích như mong muốn. Vào tháng 8 âm lịch, tuổi Mậu Thân sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này sự nghiệp sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bản mệnh. Vì vậy, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên công việc được giảm bớt. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến bản mệnh mất cảnh giác, trở nên khoe khoang tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp này, bản mệnh cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Mậu Dương Thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với gia chủ Mậu Thân trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phận lòng những người ở xung quanh mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ của gia chủ tuổi Mậu Thân trong tháng 8 âm lịch. Nhưng trước khi đến với phần đó, chúng ta hãy cùng đến với vận trình cụ thể qua từng phương diện của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tháng 8 âm lịch, tử vi nhắc nhở Mậu Thân cần phải cẩn trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bản mệnh đang trên đà tiến triển tốt, vì thế có thể bị nhiều cái xấu nhòm ngó. Tuổi Mậu Thân sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của gia chủ. Vì vậy, sự nghiệp tăng lên đều đặn. Sự nghiệp có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, gia chủ sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc.
Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở, lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Mậu Thân, sinh năm 1968, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn trong tháng này, tuy nhiên mức chi tiêu trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến bản mệnh rơi vào cảnh tung thiếu, giật gấu vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình sống tiết kiệm hơn, có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẻo hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Mặt tốt là gia chủ có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó tài lộc cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng thì cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Mậu Thân tháng 8 âm lịch sẽ không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Bản mệnh có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng điều này sẽ được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác đến từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và những người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Vào thời điểm cuối tháng này, gia chủ Mậu Thân nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc đua chạy nước rút vào những tháng cuối năm. Gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Mậu Thân, sinh năm 1968. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Sự đoán về tình duyên của tuổi Mậu Thân trong tháng 8 năm 2021 âm lịch cho thấy rằng đây là một năm có phần nhất quán cho các mối quan hệ. Người đã kết hôn có thể hy vọng về một năm ổn định, yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu và sẽ không thiếu bạn mới. Tử vi tháng này cho rằng đây cũng là cơ hội tốt để người tuổi Mậu Thân đang độc thân có thể tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp. Những gia chủ Mậu Thân có vẻ đẹp về ngoại hình nhưng tính cách lại khá rụt rè nhút nhát, nên những người xung quanh cần chủ động trong mọi việc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Gia chủ cũng nên chủ động nếu muốn có một kết thúc viên mãn. Đừng để tình cảm quá ảm đạm, sẽ không còn nhiều cơ hội để thay đổi. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tổng quan cụ thể chi tiết từng ngày tốt, ngày xấu trong tháng 8 âm lịch. Nhưng trước đó, quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của Thầy Gia Cát ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu, nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu, tị thành Kim Cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần. Đối với người tuổi Mậu Thân tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 9 tháng 8, từ ngày 15 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Bính Dần, nạp âm, Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch 21 tháng 8, từ ngày 27 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Mậu Dần, nạp âm, thành đầu thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch 12 tháng 8, từ ngày 18 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Tỵ, nạp âm, Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 24 tháng 8 tới ngày 30 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Tân Tỵ, nạp âm, Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ cát lành
phù hợp. Quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, thái tuế là Sửu. Để cho vận trình sức khỏe gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy kim bài thái tuế, nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Mậu Thân 1968 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp gia chủ có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát để gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách để hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.